Vâng, xin kính chào toàn thể các anh chị. Các bác đang xem trên YouTube của Gốm Hoàng Phát. Hôm nay Dũng Gốm Hoàng Phát xin được quay cho các anh em, cho các bác mọi miền trên tổ quốc xem đôi bình Phúc Đức chữ Hán, hàng men dạ đắp nổi đã được vừa mới được bọc đồng xong. Như các bác đang nhìn, những cái phần này được là phần đồng bọc này, bọc trên hai miệng của cái lục bình và ở phía dưới chân nữa. Phía dưới chân của đôi lục bình đều được bọc đồng. Đấy, đây là một cái cách để làm tăng thêm cái sự giả cổ, cái sự cổ hoài cổ của đôi lục bình. Ngoài cái phần men dạn ra thì nó đã là cái phần cổ rồi, thì những cái phần đồng như này nó tạo thêm những cái nét hoài cổ hơn cho sản phẩm. Như anh chị đang nhìn thì đây, những cái phần men dạn, phần men dạn và những cái phần hoa đắp này đều được đắp thủ công 100% nhé các bác nhé. Phía dưới là cái đá hoa phù dung, bộ ba đó hoa phù dung ở chính giữa thân bình, và ngay phía dưới là hoành phi chữ Phúc và chữ Đức, một bên là chữ Phúc, một bên là chữ Đức. Đấy, được làm đắp nổi gờ lên. Những nhà bác nào đang sử dụng những đồ men dạn hoặc là có không gian cổ kính mà nhiều gỗ thì có thể sử dụng những cái màu sắc như này rất là phù hợp. Phía dưới thì là có đôi cá chép trông trăng, hay còn gọi Lý Ngư Vọng Nguyệt, chính giữa là ông trăng và hai bên là đôi cá chép. Và các họa tiết là hoa sen nổi, đắp nổi. Tổng chiều cao của đôi lục bình này là 1m75, với thân bình đã khoảng 1m6 và đế khoảng 12-15cm. Thì đôi lục bình này vừa mới được hoàn thiện cái phần đồng, và bây giờ được mang về để có thể chuẩn bị để giao cho khách hàng. Đây là mặt trước của đôi lục bình, còn đây là mặt sau. Mặt sau của đôi lục bình như quý chị, vị anh chị đang nhìn thì nó có họa tiết là hoa sen, họa tiết rất là quen thuộc với tất cả chúng ta. Phần này là có các loài chim và các cành hoa, hoa cúc. Bên này là cái phần đắp tùng. Thì tất cả những cái họa tiết này đều có của bốn mùa luôn, xuân hạ thu đông bốn mùa, và các họa tiết chim muông. Đây là một cái vành mặt trăng ở phía trên cổ phía sau. Men dạn rất là sâu, rất là đẹp. Để các bác nào đang xem trên YouTube thì nhớ đăng ký kênh giúp Gốm Hoàng Phát. Các bác nào đang xem trên Facebook thì like, chia sẻ cho bên em. Các bác có thể lưu lại số hotline là 0918482648, hoặc có thể qua địa chỉ là bên em là số 21 thôn 6 Đăng Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội, để bên em có thể tư vấn được nhiều cái sản phẩm khác cho các bác cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bác video sau.